Cô chào các em, cô là Nghiêm Thị Lan, cô đến từ trường Trung học cơ sở Thái Sơn. Hôm nay cô rất vui khi được cùng các em nghiên cứu bài số 2, Địa hình Việt Nam, tiết số 8. Ở bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng nghiên cứu hai nội dung. Nội dung thứ nhất là tìm hiểu về địa hình đồng bằng, mà nội dung thứ hai là tìm hiểu về địa hình bờ biển và thềm lục địa. Trong nội dung thứ nhất, về địa hình đồng bằng, các em hãy quan sát trên lược đồ. Đồng bằng nước ta thì bao gồm có đồng bằng châu thổ các sông và đồng bằng duyên hải miền Trung. Đồng bằng châu thổ các sông thì gồm có đồng bằng sông Hồng. Các em quan sát trên lược đồ. Đồng bằng sông Cửu Long. Còn đây là đồng bằng duyên hải miền Trung. Sau đây, cô và các em sẽ nghiên cứu kỹ đặc điểm của từng đồng bằng trên. Thứ nhất là đồng bằng sông Hồng, vị trí trên lược đồ, các em có thể quan sát. Đồng bằng sông Hồng chủ yếu do phù sa sông Hồng bồi đắp với diện tích khoảng 15.000 km². Có đặc điểm đó là có hệ thống đê chống lũ và khu vực trong đê thì không được bồi đắp phù sa thường xuyên. Đây là một vài hình ảnh của đồng bằng sông Hồng và hệ thống đê khá đồ sộ vững chắc. Các em có thể quan sát nước sông Hồng nhuộm đỏ, mộ nhuộm hồng và hệ thống đê. Tiếp theo là đồng bằng sông Cửu Long. Các em hãy quan sát trên lược đồ. Vị trí đồng bằng sông Cửu Long nằm ở phía nam của lãnh thổ nước ta. Đồng bằng sông Cửu Long thì được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Cửu Long hay còn gọi là sông Mê Công với diện tích là 40.000 km². Đây là đồng bằng diện tích lớn nhất nước ta, có đặc điểm như sau. Đó là đồng bằng không có đê ngăn lũ, kênh rạch thì trăng trịt, diện tích đất bị ngập úng rất là lớn và phù sa thì bồi đắp thường xuyên cho đồng bằng. Các em quan sát một số hình ảnh của đồng bằng sông Cửu Long với diện tích rộng, với những cánh đồng bất tận và hệ thống sông Cửu Long bồi đắp với đồng bằng màu mỡ. Dưới là hai bức tranh nói về mùa nước nổi ở tỉnh An Giang khi mùa lũ lên và người dân thì đang khai thác thủy sản ở trên các sông. Vậy các em có thấy độ cao trung bình của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? Và người dân Việt Nam đã có những hướng cải tạo nào để sử dụng các đồng bằng đối với đồng bằng sông Cửu Long? Đó là phương châm sống chung với lũ. Còn ở đồng bằng sông Hồng thì người dân đắp đê để chống lũ. Như vậy, các em có thể thấy đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng có những điểm giống nhau như sau. Đồng bằng sông Cửu Long thì được bồi đắp bởi phù sa hệ thống sông Cửu Long và sông Đồng Nai. Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp phù sa bởi hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Điểm khác nhau về diện tích thì đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn hơn đồng bằng sông Hồng. Và đây, đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng có diện tích lớn nhất của nước ta. Địa hình khá thấp và bằng phẳng, không có đê lớn. Còn đồng bằng sông Hồng thì diện tích khoảng 15.000 km², địa hình cao ở phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển và đặc biệt là có hệ điện thống đê ở ven sông. Thứ ba là đồng bằng duyên hải miền Trung. Các em quan sát trên lược đồ. Đồng bằng duyên hải miền Trung. Đồng bằng duyên hải miền Trung được hình thành từ phù sa sông và phù sa của biển. Diện tích khoảng 15.000 km². Có đặc điểm đó là các nhánh núi thì đâm ngang và ăn ra biển đã chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ hẹp. Đồng bằng duyên hải miền Trung thì ít màu mỡ hơn so với đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Nội dung thứ hai cô và các em cùng nghiên cứu đó là địa hình bờ biển và thềm lục địa. Các em hãy quan sát trên lược đồ địa hình bờ biển nước ta. Bờ biển nước ta
kéo dài từ 3.260 km từ Móng Cái của Quảng Ninh đến Hà Tiên của Kiên Giang. Bờ biển nước ta chia thành hai dạng chính là bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn. Trên đây là hai hình ảnh của bờ biển mài mòn và bờ biển bồi tụ. Đây là hình ảnh bờ biển mài mòn và đây là hình ảnh bờ biển bồi tụ. Các em sẽ thấy bờ biển bồi tụ thì phân bố ở vị trí chủ yếu là ở châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long. Còn bờ biển mai mòn thì ở khu vực chân núi, hải đảo. Về đặc điểm, bờ biển bồi tụ thì có nhiều bãi bùn rộng. Trong khi đó, bờ biển mai mòn thì khúc khuỷu này, có nhiều vũng vịnh nước sâu, này, kín gió và rất nhiều bãi cát. Và giá trị kinh tế của bờ biển bồi tụ thì người dân Việt Nam đã nuôi trồng thủy sản, trồng rừng ngập mặn. Trong khi đó, bờ biển mai mòn, nước ta đã khai thác được xây dựng các cảng biển, phát triển du lịch. Đó là nội dung về bờ biển. Tiếp theo, chúng ta quan sát cho cô về thềm lục địa nước ta. Trên lược đồ, chúng ta sẽ nhìn thấy khu vực thềm lục địa nước ta. Thềm lục địa nước ta, các em lưu ý này, mở rộng ở phía Bắc này và phía Nam. Và độ sâu của thềm lục địa thì không quá 100 mét. Như vậy, cô và các em đã cùng nhau nghiên cứu hai nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các em có những băn khoăn, thắc mắc gì, hãy để lại phần bình luận dưới video này. Và các em nhớ, cô đã có một phần bài tập trắc nghiệm cho các em chuẩn bị ở nhà. Các em hãy lưu ý, kích vào link và hoàn thành bài tập nhé. Hẹn gặp lại các em ở tiết học trên lớp. Cô chào các em.